thầy nói học thì có tăng giá trị, tại vì anh đọc ra thì chủ đề mà giải quyết những chủ đề về mà hello nói với thầy chia sẻ coi lên mình là từ khi mình học đến nay mình đã cảm thấy đủ tự tin để mình đánh được và mình kiếm được lời thì bao nhiêu, cũng như là gì cái buổi hôm nay này có mang lại giá trị cho mình hay không, rồi cho bạn chia sẻ đến với bạn. Em chơi con đất thì cũng bên đây cũng được 1 năm rồi, thì mới biết anh Thanh này theo anh Thanh đây là cũng được 1 tháng, thì chưa chơi thì nó cũng chưa có lời, thì sau khi mà học cái khóa học của anh Thanh đó thì bên đây mình 1 tháng vừa rồi đó thì mình chơi thì có lời, thì tháng vừa rồi mình lời cũng là 200%, thì chứ là còn nhiều cái vấn đề mình cũng chưa có học được, thì hy vọng là sau khi đời cũng không có nhiều thời gian thì hy vọng là mùa những cái buổi hôm nay thì mình có thể sắp xếp được để học được nhiều cái phương pháp hơn. Ví dụ như buổi hôm nay thì em học được cái về một cái chiếc rubber, thì trong cái chiếc rubber này em cảm thấy em đủ cái tinh để em đánh được cái số tiền lớn trong tương lai chưa? Thì đến bữa nay thì mình cảm thấy là mình tự tin hơn rồi. Tự tin? Và em cảm thấy thích chiến lược rubber này không? Trong là mỗi chiến lược nào là mình cũng đều thích hết. À, tức là bạn hạ cái nào hạ cũng thích. Vậy thì bạn